Alo. Rồi, Mạc Phủ Nhật Bản. Chết thằng mẹ này. Trung cầu đi. Trung cầu chết tiệt. Tự do tín ngưỡng à? Tự tiến phết nhỉ. Quân đội chuyên nghiệp. Đã có lực lượng cảnh sát địa phương. Thuộc địa biên giới là cái đéo gì? Các vùng biên giới hoang vu ở biên giới chúng ta đang chín mùa để có thể định cư nếu trước thì ok hiểu. Thì lấy cái quân đội chuyên nghiệp. Quân đội chuyên nghiệp. Chủ nghĩa lãng mạn. Quân đoàn Nhật Bản. Mặt trời đỏ. Nó có hình mặt trời đây nhỉ? Quân đoàn gì bây giờ? Để biết đặt tên là gì bây giờ? Nhật Bản. Nông dân này. Quân đoàn Edo đi. Edo là kiểu nông dân thôi. Hơi quá sức. Có sắt chưa? Chưa có sắt. Sắt trước này. Hướng tới Đông Nam Á trước. Ngoại
giao với Nga. Anh đã có xưởng đóng tàu chưa? Rồi. Bọn này đã là thương mại tự do rồi á? À? À, chủ nghĩa cô lập nên không có xuất hàng khẩu. Bọn này là người con tàu cảng. Bảo vệ nguồn cung nội địa, không có xuất nhập gì hết, tự cung tự cấp. Chưa có công cụ à? Cái gì dùng những công cụ đấy? Khai thác gỗ. Ok. Thiếu gỗ ván à? Có ngay. Rồi. Anh em xem có thể ủng hộ donate qua Super Chat hoặc là Play Đua nhá, để cho kênh đạt chỉ tiêu 100 đô cái, chắc đéo đủ đâu. Ít nhất thì cũng trên 50 đô đi. Để duy trì kênh hàng tháng. Đồng lúa tự cung tự cấp. Gỗ bị đắt đỏ. Gỗ mình dùng vào việc gì? Rất nhiều. Nhà máy giấy, nhà máy dùng. Xây cái giấy trước. Tầng lớp dân cư. Đánh thuế tiêu dùng một tí nhỉ. Ủa, hợp thức của bọn này cao đấy. Bọn này hợp thức đã 39 rồi á. Đúng là mấy anh Nhật. Hokkaido tưởng đang ấy. Đang lấy mà. Bình tĩnh. Nó sồn lên thế nhỉ. Phải sồn lên mới chịu được à? Thuế vận tải. Chà.
gốm sứ, thuốc lá, vận tải. Đủ cho tôi xây hết mấy cái này đấy. Cẩn thận bị Mỹ rồi anh sớm. Úi giời, thằng Anh vào đây còn chưa chắc đã vào được. Một thằng Mỹ. Thằng Mỹ lo cái thân nó chưa xong. Thằng Mỹ bẩn đi. Rắc rưởi đi. Còn việc gì chưa làm không nhỉ? Game này là phải là Anh, Pháp, Thanh, Nga, nhưng còn Mỹ thì bình vô di động như uy tín cái mặt phủ được cộng 20. 20 điểm uy tín vĩnh viễn cũng khá là quan trọng đấy. Gỗ đắt và chịu một tí. Có cái đồ nó tự lấy này. Mình cần gì phải làm gì đâu. Thuộc địa biên giới thì ok rồi. Chưa cần thiết phải khai thác thuộc địa. Thông qua cảnh sát chuyên nghiệp cũng được. Nó sẽ giảm tiếp mà sức mạnh của bọn địa chủ đi. Hiện tại thì mới chỉ có cái đấy thôi. Ok, sẽ thông qua lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp. Giảm bớt 10% sức ảnh hưởng của bọn ấy đi. Dự trữ của chúng ta được 3 triệu cả. Còn đấy. Giờ chưa khai thác sắt. Chưa khai thác công cụ xong, khai thác gỗ xong bên sắt. Rồi có công cụ rồi chúng ta sẽ chuyển sang sừng cưa để xử lý.
công cụ. Thực pháp thất bại. Một bước. Xưởng công cụ đang sản xuất rồi. Nhân vật này là của bên nhóm Lưỡi Ích Samurai. Thất bại phát nữa. Bảy triệu dần kinh thật. Mình có nhiều rượu không? Không nhiều lắm. Năng lực thu thuế là cũng thấp ấy. Tiếp tục giữ vững cái ưu thế học hành. Có sắt cái là chuyển sang xây dựng 2 luôn. Công nghiệp hóa nước Nhật lên. Chủ nghĩa lãng mạn.
Mình có than rồi nhỉ? Có mỏ than. Kusu. Tôi có em. Bê bối tôn giáo. Không có lập trường, sa thải đi. Chúng ta cần một lãnh đạo khác ủng hộ mạnh mẽ kim cương. Hãy nô lệ. Rồi, xem chỗ nào dùng công cụ. Mình chưa có nhà máy sản xuất gương nhỉ? Có rồi, có thể dùng luôn đây đấy. Trung tâm đô thị đi. Thằng anh đánh thằng Thành trước con mẹ mày đi. Mạnh nhé. Đầu tư cho giáo dục Nhật Bản.
Nông dân tá điền liệu có thông qua được không? Sắt chắc chắn là thiếu rồi. Đây, mạnh. Khai thác sắt lên. Pháp thất bại. Oh shit. Trí thức thì lúc đầu vào hơi khó. Chưa có luật gì hot cả. Có sắt với than nhiều, hai tỉnh này có cả chì luôn. Thằng này nuốt nó kiểu gì? Luật tế bần ngộ cao luôn á. Tám phần trăm để xem có qua được không. Thông qua kinh nhỉ.
Bây giờ phải nhanh chóng là nâng lên giáo dục cấp 3. Đầu tư giáo dục cấp 3 mình chưa có. Thì phải đẩy cho bọn công nghiệp hóa nó lên. Giờ. Khai thác đi cho nó khai thác, sử dụng cho nó khai thác đi. Quần áo nghiên cứu xong cái này là chúng ta khai thác nhanh ngay. Cái này hút chữ tiền không? Có chứ. Hút hết phát xít Nhật này. À, chiếm được cảng này. Thằng anh nó chỉ cần một cái cảng để vào này nó tuồn thuốc phiện và nhận thanh thôi. Sắp nghiên cứu xong cái động cơ hơi nữa rồi. Chuẩn bị than để khai thác. Nông dân tái liên ủng hộ cao này, 42%.
Chưa có chì. Công cụ đang không lên được. Tạm thời dùng cái này gỗ xử lý. Ok, nông dân có đường thông qua rất thuận lợi. Cả nước làm công nghiệp hóa. Sắt giảm rồi. Công cụ giải quyết hết những cái nguyên liệu tồn đọng. Xong rồi xây hải quân. Xong năng lực xây dựng của hải quân. Động đất ở Hokkaido. Cứu trợ 4.000 tiền cứu trợ Hokkaido.
sắt dư thừa chưa? Lên được sắt không? Công cụ dư thừa rồi thì bắt đầu spam công cụ. Mười lăm năm lâu đấy. Sai này mình đang bút một khuyến khích ngành sản xuất nhỉ. Thủ đô công nghiệp hóa thủ đô lên. Trường học bây giờ, trường học trước đã. Chấm dứt thời kỳ Mạc Phủ. Mạc Phủ sẽ bị phân rã trong vòng 9 năm. Lên nông dân tá điền cái lực lượng lao động mà nhiều hẳn. Thông qua luật kinh thật. Có mỏ chì rồi thì cái này lên.
Sản xuất. Ban hành phiếu bầu chủ đất. Có một thằng mới vào đến ủng hộ luật thần quyền à. Thằng này nó tôn giáo quốc gia không nên, thằng này cút mẹ đi, không thích thằng đấy. Cái tôn giáo quốc gia này không hay lắm, nó ủng hộ cái tôn giáo quốc gia này. Tập là cơ khí rồi. Lực Nhật nó có nội tại, thành ra là nó tự cung tự cấp được, nên nó cũng không xoắn thằng nào cả. Rồi. Chưa có máy luyện thép. Rồi, xây công nghiệp luyện thép. Xa xa luôn. Thép trước. Thép sắt. Phiếu bầu chủ đất. Cứu đường sắt nhanh hơn. Ok, có quân đội rồi.
nhưng mà chưa có súng. Em lại khai thác mỏ. Phải ưu tiên một ít công nghiệp vũ khí ở Kazan, hai cái đi trước để chuyển đổi quân đội. Mẹ Nhật thông qua luật tăng tăng. Kinh thật. Tiên tiến thật. Nhanh còn xây tập trung cơ quan chính phủ trước. Tăng thuế lên. Ông đang bị lãng phí thuế nhiều quá. Samurai thầy tu, ok, giảm độ nổi tiếng của mấy thằng phong kiến đấy đi. Đấy, thông qua mấy cái này xong, mấy cái này, hai cái này cái là xây một loạt công trình chính trị, là tăng hành chính ngay, là không bị lãng phí. Chúng ta đã bị lãng phí thuế 45%, nhưng mà chúng ta sẽ hồi lại nhanh thôi. Mỏ vàng 5. Hokkaido đang bị ấy. Ok, nếu thế thì cái này đi. Hokkaido để cho thông qua ở trên đường bộ. Cái đồ ở đây chứ. Đây là chuyện tạo một quân đoàn. Quân đoàn viễn chinh. Thiên hoàng. Quân đoàn viễn chinh. Thép đủ không? Đã đủ. Thế thôi. Cần thì xây nhiều quá. Nhà máy thép mình cũng chưa có đúng không? Chưa có. Có tí lãi suất rồi đấy.
quân đoàn viễn chinh, quân đoàn Edo này vẫn là bộ binh này. Rồi, bắt đầu mình chuyển sang nghiên cứu xã hội rồi. Lưu trữ trung ương. Yesui chết rồi. Gia Khánh 58 tuổi. Già bố. Của Nhật vẫn thế à? Hay là khác rồi? Nó như nó đổi dọc lên đúng không? Vệ binh quốc gia. Khai thác thổ địa được nhỉ? Đang lập hiến đế quốc.
Ba tỉnh giàu đông dân nhất, đông dân lao động nhất, xây theo nhà. Sao tầng này không đớp rồi nhỉ? Phải có quét à? Sắt đã đỏ, sắt lại đã đỏ. Đỏ trắng hai màu chủ đạo. Bùng nổ công nghiệp. Đéo lấy được cái gì cả. Mình ấy thuộc địa ở Indo rồi mà vẫn chưa khai thác được ở dưới này à? Xây cơ quan chính phủ rồi. Không thành lập được. Chủ nghĩa truyền thống chuyển sang chủ nghĩa trọng nông đây. Thêm được 25% thuế, năng lực thu thuế. Xong rồi chuẩn bị quân đánh Brunei.
Lập pháp thất bại. Hạm đội 5 tàu chiến. Trọng nông thùng gạo hơi khó nhỉ. Thuế bình quân đầu người. Mới. Hệ tư tưởng, tôn giáo, thần quyền, tôn giáo quốc gia. Từ trước. Một tàu rồi đấy. Quánh Zulu. Quân đoàn viễn chinh đi là đủ. Chưa chuột thiệt được ai cả.
Suru sẽ nằm trong tay chúng ta rồi. Hạm đội Viễn Dương. Ngon lành. Chủ nghĩa bảo hộ là phải nghiên cứu cái gì? Nông dân vào rồi. Nó bị chùa sao mà béo, nó tụt xuống 33% rồi này, đang hạ dần nó mà chứ nuôi gì nó. Thép, luyện thép. Đảng phong kiến vẫn nắm quyền. Máy đóng hộp cần sắt. Có thiếu cái đấy không? Hơi thiếu đấy.
Sắp có đồ máy xe lửa rồi, học thức 50% rồi, kinh đấy. Thanh Triều không biết bây giờ như nào rồi. Rồi, tuyên bố lợi ích tiếp ở Đông Dương. Một nhân vật mới, công nghiệp, ủng hộ dân quân và không có sự vụ quốc gia. Thép thiếu hụt. Lực thu thuế tăng cái là ngon ngay. Điều lệ doanh nghiệp. Ký một hiệp định. Ok, mắc nợ với Hoa Kỳ. Biết thông qua được không? Đại Nam. 56 56. Quân đoàn Viễn Chinh Nhật Bản. Tăng lên thêm à. Mười pháo binh. Yêu tôi có pháo binh rồi đúng không? Ừ.
Quân đoàn viễn chinh đã sẵn sàng chưa? Trừ tiếp sức ảnh hưởng của bọn đời sống nhân vật làm lũ thế nhỉ? 8.6. Học thức thì 51 mà đời sống nhân dân làm lũ quá. Là bắt thằng Đại Nam. Làm quốc gia công nam. 33 điểm. Tạm thời cứ cải thiện quan hệ với thằng Trung Quốc để nó đỡ can thiệp vào việc của mình. Nam, Xiêm, Miến Điện. Chuyển sang chủ thể Campuchia sang cho anh. Quân đoàn viễn chinh của mình là 25, 10, 26. Nó chỉ có 12 thôi. Đổ bộ vào Campuchia được không ta? Quả giảm 90%. Năng lực của hạm đội nó chưa đi theo kịp. Vẫn đổ bộ được mà đàm vẫn giữ nguyên.
50%, hai trận nữa mới đổ bộ đánh công rồi. Vàng đã được tìm thấy. Sự khu dịch vụ Hokkaido tăng lên. Đó. Hokkaido nó ít dần quá. Công trình gì mà không được bộ tiếp à? Sao lại đánh tiếp nhỉ? Cái hiểu chờ cái gì? Nó cũng không hiện thời gian ở đây để mình biết nó là nó chờ như nào. Một đại cái đạo ở quần đảo. Ok. Ủa sao nó không đổ bộ nó ta? Hai tướng thì một thằng vẫn tấn công mà nó vẫn đánh hai trận này, tự nhiên nó dừng đấy chứ, không liên quan cái đấy. Nhiều thật đấy, đổ bộ vào đây thì hơi ghê. Mẹ để lâu bọn này nó gọi dân binh quốc gia lên đông ngoại đấy. Sao nó không đánh nữa nhỉ? Chả hiểu.
phải đéo đâu, để nó vẫn đánh đấy. Con tàu của Đại Việt. Đại Nam có khi nào nó vỡ nợ đéo được. Còn mẹ thằng Đại Nam nó lại nhiều tàu quá. Đại Nam 20 tàu cơ, cay nhỉ. Mình phải đánh đóng chiêm cứu hạm rồi, chiến hạm rồi.
Ok. Này là lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Bọn dân cư nó sử dụng nhiều nhỉ? Thông qua được cái luật này, chủ nghĩa bảo hộ thông qua được không? Nông dân là bọn chủ nghĩa bảo hộ. Chất này một công ty mới hành chính cộng 10%, hiệu quả xây dựng bang cộng 5%, tấn công lục quân hiệu quả xây dựng 5%. Này công ty gang thép Nhật Bản. Tập đoàn gang thép Nhật Bản. PSM. Được chưa? Đấy. Cái này khi full nó sẽ cộng 5% xây dựng năng lực xây dựng tập đoàn thép.
Hệ thống thoát nước hiện đại này cũng sẽ tăng xây dựng lên này. Ta cần xây dựng lên. Chủ nghĩa bảo hộ. Luật bắt đầu lại khó thông qua rồi. Đại Nam nó có 20 thuyền. Bao nhiêu dân đã được mấy đã có ai làm được lại là mạnh phết đấy chứ. Cảm giác bây giờ đánh bọn này không đơn giản nữa, không còn đơn giản như trước nữa. Tôi nghĩ đánh Johor trước. Dồn bộ binh lên đấy đánh cho dễ. Đánh Johor trước. Miến điện này. Miến điện này. Đông Ấn này.
anh tham gia này, chuyển ra Chuguko là chuyển ra. Chubu. Kanto là ở đâu đấy? Mình là mơ. Cứ bắt bọn nó bồi thường trước đã. Chúng tôi xong tính tiếp. Tăng được năng lực đóng tàu rồi kìa. Không ổn, tôi cảm giác là phải có thủy binh. Chết mẹ rồi. Ngu à? Không có thủy binh chúng ta không vươn ra được ngoài bờ biển. Mẹ, bây giờ hải quân quan trọng quá nhỉ. Không có hải quân không vươn ra được bên ngoài. Chúng ta lại không đầu tư vào hải quân. Không có hải quân không vươn ra được. Hải quân của Nhật quá yếu. Dở quá nhỉ. Bọn nó 54 hạm đội ở đây. Mẹ mình lại đéo xếp. Mình lại đéo xếp mới nhục đi. Bản trước thì không cần quan tâm đến hải quân lắm, bản này để quan tâm đến hải quân nhiều hơn. Hải quân Việt thì lại quá yếu. Thế mới dở chứ lại. Thì thế mình đang kiểu vẫn cái mô típ cũ, mình cứ nghĩ chỉ cần vài thuyền thôi đổ bộ là xong,
Nhưng mà không, bản này nó khác rồi. Bản đồ bản tầm thằng Nhật nó phải có hải quân mạnh cơ, nó mới đẩy được bọn này đi. Mình lại không chú trọng hải quân mới nhục nhỉ. Tàu nó đóng ở đây rồi thì đổ bộ thế nào được. Không có ai ở đây, mình có thể nhanh chóng qua đây được không? Tại sao vẫn có quân? Shit. Dở rồi. Vừa thấy không xong bây giờ nó thành 112. Cái này nó không có chế độ kiểu tắt đi nhỉ? Trí thức lên này, đảng trí thức mùa sau lên cầm quyền này, ngon. Không công vào được.
hàng Zoho này. Ok. Đã vào được à? Đảng cải cách hiến pháp thắng cử mà đã vào được chính phủ. Cẳng được bọn này ra rồi. Rõ ràng ở đây không có ai. Đã thành có quân rồi. À, để nói chứ. Hợp pháp thất bại. Đã thông qua được bảo hộ. Quan chức bổ nhiệm. Tăng năng lực thu thuế lên. Sợ quá nhỉ. Đánh bổ thường tiền cho nó mới nhục chứ. Nó đi hết rồi đấy. Hai mươi mốt đạo vào nhà thù được không? Cố thủ đi. Bọn nó sốt ruột tấn công à? Nhưng vấn đề là thuyền.
được. Nó có thuyền nhục thật đấy. Bị nó công ngược lại. Bài học sâu sắc của Nhật Bản lần này rút ra qua trận này, hải quân phải tương xứng với được hiện đại hóa hải quân. Rồi thế chứ để công và Nhật đéo đơn giản đâu. Tại sao cái đóng tàu này nó không thể nào mà tăng được người nhỉ, lên nhỉ? Nó có vấn đề gì ở đây? Thất nghiệp nhiều mà. Chuyên môn cũng ok. Thế tại sao xưởng đóng tàu ở đây nó lại không thể thu hút được người vào nhỉ? Sao lại không có chuyên môn được? Chuyên môn đấy tích về rồi mà thất nghiệp còn nhiều nữa. Mọi thứ chuyên môn được rồi. Thuế. Thuê thêm nhân viên là sẽ không thêm sinh lời được.
khó hiểu. Chẳng liên quan. Chỗ nào sản xuất gỗ nhiều đây? Kasai. Khuyến khích tăng sản lượng gỗ lên. Không có mẹ trợ cấp nhỉ. Sai lầm về chính sách đầu tư quân sự là mình bị thọt vãi đái. Quá dở.
Quá dở. Sao nó đéo làm nhỉ? Không có lãi. Không thể sinh lợi. Nếu thuê thêm người thì không thể sinh lời. Tại sao lại không thể sinh lời nhỉ? Ừ, sao không nói? Lên rồi này. Ok. À, nhà chúng mày. Hết tiền để cái ấy rồi, em chấp nhận là thiên tai đi. Đúc tiền thêm 10%, thêm được một ít tiền nữa. Ngân hàng trung ương.
À, con mẹ thằng anh vào à? May quá. Thằng anh vào mình có thêm một tí tiền này rồi. Mở cửa thị trường Nhật đây rồi. Mẹ mày. Hạn hán gặp mưa rào. Đâu lấy bắp vui rồi à? Đéo cần. Thằng anh tôi nghĩ là không công của tôi đâu. Đéo lấy mấy cái băng này à? Khôn đấy nhỉ. Có cái con cặc mà lấy được một cái đàn này của bố mày nhé. Cút. Mẹ cho bọn nó vào. Mình chỉ cần nó bồi thường chả cần gì. Ở đây mình sẽ là một cái thị trường Nhật. Cần được cái này mất cái kia. Mỗi mình anh đến à? Anh và đồng minh. Bốn mươi đạo. Bắc Boredon và Luzon à? Cho nó cũng được. Mình cần ngồi ngẫm lại. Từ từ đã, thế này thôi. Xem tình hình. Nó công mà nó không công được thì nó có bị âm không nhỉ? Không được đúng không? Thank you.
trận đầu tiên thắng. Pháp thông qua khó đấy. Tiền mình đang về lại. Đang có những chính sách xây dựng hợp lý nên tiền nó đang hồi lại. Không được, bồi thường là điều quan trọng để tôi hồi lại kinh tế. Tôi bỏ được, thà tôi mất hai đảo ở Brunei còn hơn. Cho mày chiếm cái đấy. Mày chiếm cái đấy, tao có âm được không nhỉ? Cho 22 cái đĩa nào đấy. Ta chỉ cần bồi thường thôi. Anh bồi thường là bố mày nhiều tiền lắm rồi. Mở cửa thị trường để bố mày giao thương với thế giới. Đất Nhật sẽ vĩ đại trở lại. Nhật sẽ vĩ đại trở lại. Tập đoàn thép có vẻ làm ăn như cứt đấy nhỉ. Nó thông qua được cái luật này trước kia. À, thế áo đất nhà anh. Ok, một chính sách xây dựng hợp lý đã giúp cho chúng ta tiền, chúng ta đang dương lại rồi. Đang hồi lại tiền này. Đã có khi nào mình bị âm không? Cho nó chiếm được đảo này của mình. Nghi lắm.
Nhớ âm nữa. Nãy giờ nó vẫn dừng 26. Âm 23. Ừ, lúa gạo đang nông nghiệp còn đang chết rồi. Quan giáo dục này đúng cái mình cần. Nhảy réo rồi vào đất nó. Nhảy vào đất nó gần như là không thể. Nó mang quân ta đẹp ngay. Hòa bình trắng không được. Anh có đủ tiền để chơi với chú. Shogun giảm thế lực xuống còn 26% rồi. Chính à. Âm 24, âm 23. Cứ càng lâu thì bọn nó càng thọt.
Mất thời gian. Nếu thông qua được cái trọng nông này nhỉ, tăng thêm thu thuế này là ngon ngay. Chịt mẹ, nó cứ hay làm bài sáo cày thế nhỉ. Rồi. Chắc mở cửa thị trường rồi, không không được bồi thường đâu. Rồi. Càng đấy. Thương mại tự do. Quyền lực của Shogun rất yếu.
ẩm nặng ấy nhỉ. À. Hai qua hai trận đánh xàm lồn thành mình bị thọt quá. Quân sự tiền lương quân sự có 16.000. Lãi suất 16.000. Đã thông qua được cái trọng nồng này, những cái luật quan trọng thì không thông qua nổi, mấy cái luật tào lao thông qua ầm ầm. Tiền ơi là tiền. Nga GDP phải ngon hơn. Tham gia liên minh thuế quan thằng Nga, thị trường chung của nó. Tập trung xây dựng hồi lại tiền nào, thị trường chung với Nga này. Cùng nhau phát triển một chút nào. Những cái luật quan trọng như này là không thông qua được gì.
Tiếp quản nợ nần. Ui, em cảm ơn anh. Muchi muchi. Em xin. Mày quá, đúng là những người anh em Nga. Anh đánh thanh. Ủng hộ anh. Bây giờ tập trung sử dụng. Vì mình thuế quan với Đại Việt à? Thằng nào Đại Việt giúp. Ôi, thằng anh đánh cái thằng chiếm với thằng xiêm lúc nào vậy trời? Cấp về kinh tế này. Đại chiến to ấy nhỉ. Lần này Thanh có liệu có chống được như lần trước không? Công nghiệp hóa rồi. Tự nhiên thọt. Cày thật.
Ui, Hòa Thành vẫn thắng anh em ạ. Kinh không? Lên được cái này, thông qua được cái luật này cái là đỡ ngay, thông qua được cái quan chức bầu cử là năng lực thuế nó tăng ngay, mà mình đã thông qua được hai cái luật quan trọng nhất hiện tại thì lại không thông qua được. Đồng ấn không độc lập đâu, vẫn bảo hộ của anh. Chỗ này ở đâu đây? Indonesia. Thuộc địa thôi, khai thác thuộc địa chuyển về mẫu quốc thôi. Quen lên xong chưa? Nhưng vẫn phải cống nạp. Quan trọng là cống nạp ấy. Xâm chiếm châu Phi nào, thu nguồn lợi về cho mẫu quốc, mẫu quốc bị sỉ nhục quá đau đớn rồi. Quan chức bổ nhiệm. Thông qua được ấy. Mà đang dở cái này, mẹ chúng mày. Cái này có qua không? Mà chuyển đéo qua đi. Hao đi. Cái này đang được ủng hộ này. Đúng cái mình cần. Đúng cái mình cần luôn. 74%. Đấy, tăng thuế lên.
76% mà vẫn cứ bị cái những cái option thất bại thế nào nhỉ? Khó hiểu thật. Mẹ những cái luật quan trọng như này mà nó dây dưa vách cái đai ủng hộ như này mà vẫn bị fail, khó hiểu thật. Cải cách hiến pháp lại lên trong gang tấc luôn. Trăm phần trăm mẹ mày dừng người ăn thua xơi đi. Không ai mẹ tiếp quản nợ cho em à. Rồi, thêm luật đấy thì đỡ được một ít tiền. Nhưng vẫn là chưa đủ. Nhưng vẫn là chưa đủ. Can thiệp cũng được. Chủ nghĩa can thiệp cũng sẽ tăng cho mình thêm 25% nữa. Thu thuế nữa.
âm 17, lãi suất cao quá. Thôi chấp nhận phá sản đấy để trừ lãi suất. Lãi suất được âm 58.000. Cái gì mà cứ nổ nổ vậy? Phá sản để tăng lại tiền. Tất cả các công trình bị sập. Hạ lãi suất. Tạm dừng xây dựng để cho quỹ xây dựng nó xây được. Mẹ nó chứ, ban hành tôn giáo quốc gia bị nhục nhỉ. Giáo hội nhà nước. Khởi nghĩa toàn quốc cái chứ. Ê chà chà. Sai lầm vì không xây hải quân. Mấy chiến dịch đánh tự nhiên thành thọt. Nối tiếp sai lầm.
Sai lầm, nói tiếp sai lầm. Chơi ba cái này xong rồi mình để cho quỹ tư nhân nó xây vậy. Ban hành chủ nghĩa trọng thương. Ôi, mất con mẹ vị thế siêu cường rồi, cường quốc rồi, tụt mẹ xuống ranh đồng rồi, cay thế nhỉ. Sai lầm khi không đầu tư hải quân. Chiếm được Đông Nam Á thì mình ngon rồi. Tiền thu về đã bao giờ chuyện âm nữa. Nhà hạ bệ thằng Shogun cũng không dễ. Mỹ vẫn còn một mảng này, chưa thống nhất này. Thuế để cao quá, cao trong thuế để cao trong khoảng thời gian dài quá, học thức thì cao nhưng mà đời sống nhân dân lại khổ. Học thức 70% là tương đối xanh nét ở khu này nhưng mà tiêu chuẩn sống thì lại không khác hơn mấy, không giàu hơn bọn nó hơn mấy.
Nếu mà mình chiến thắng ở mẹ Xiêm ở Đại Nam là chúng ta sẽ thu được bao nhiêu tiền từ đấy? Tập đoàn thép em làm ăn như cái hạch này tao ạ. Công ty nào cũng không thịnh vượng. Ở đây cái này nó lại thịnh vượng lại. Đơn thua. Xóa được cái bạc phủ này cũng khó. Cái bản mấy cái luật quan trọng tôi lại không thông qua được, cứ dây dưa. Cái mới khó. Nó bắt đầu cũng nổi dậy rồi. Không, nổi loạn bây giờ nó rất là buồn cười ở chỗ là nó còn nổi, nó vẫn có thể nổi dậy ở thủ đô, cái vùng đỏ của nó vẫn bao quanh thủ đô. Mà thôi, mà trở lại. Để mai tôi xem có cách nào ép mẹ lên xóa mặc phủ sớm không? Tính tiếp, chắc cài phải thoát quá. Đang phát triển ngon thì...